What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục cùng anh em đi khám phá một em kit mới đến từ hãng Faker. Thì cái này mình cũng đặt hàng order ở trên Lazada về thử, và mình đặt cách đây khoảng một tháng rồi, do kẹt pin cho nên là giờ nó mới về. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái mã là 75V3 gasket, và chúng ta sẽ có cả 2.4G. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một số các cái thông tin cơ bản nha. Type C này, RGB này, hot swap, pin 8000, 75%. Đây là dạng Kiva 75 nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp luôn cho các bạn coi nào. Let's go. Rồi, ở phía bên trong hộp thì chúng ta mở ra sẽ thấy có một cái tờ hướng dẫn sử dụng rất là to, to bằng cái hộp luôn. Đó, cái tờ này nó làm bằng cái bìa luôn nha các bạn. Đây, nó sẽ có hướng dẫn chi tiết. Thì các bạn nên giữ lại cái tờ giấy này nhé. Và nếu như các bạn không muốn giữ lại thì các bạn nên chụp hình cái tờ hướng dẫn này lại để phòng khi mình cần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy đây. Đó, cái bộ kit của chúng ta đây. Nó nằm ở trong cái phần phốt xốp chống sốc rất là dày. Về cái bộ kit này thì nó sẽ được tặng thêm một cái lớp chống bụi nữa, cover chống bụi. Ok. Ở đây chúng ta sẽ được tặng thêm một cái play. Play này là play PC, tức là bằng nhựa. Và đây là cái bộ kit chính. Và cái bộ này chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có núm ở đây và có layout 75%. Cái kit này mình đặt sẽ là có theo kiểu trong mờ, cái kiểu trắng và trắng đục mờ mờ như thế này. Và kiểu này chúng ta có thể nhìn thấy rõ pin ở phía bên trong luôn. Ở phía trong hộp thì chúng ta còn có một cái switch buller kim, luôn cả key buller và một cái sợi dây cáp rất là dài, dây cáp Type C nhé. Đó, cái app này chủ yếu là để sạc thôi, còn dùng dây thì rất là ít khi dùng. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng một cái sticker mà có cả cái in hình Faker ở đây nữa. Cái logo này thì để dán ở phía đằng sau này. Đó. Tuy nhiên thì cái này cũng khá là hay, tại vì nếu như mà các bạn muốn dán thì các bạn cũng có thể bóc ra dán, còn nếu không thì chúng ta để trần như thế này thì nhìn nó cũng hay hơn, nó sẽ liền lạc hơn rất là nhiều. Lại cái logo như thế này thì mình nghĩ không dán, khá là xấu. Tí nữa là xong cái bộ kit rồi. Và trên bàn của mình đây là bộ kit 75V3 của thằng Faker. Và chúng ta sẽ xem thử coi là cái bộ kit này nó có những gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái núm ở đây. Cái núm này mình xoay thì thấy khá là êm và nó rõ ràng lắm. Tuy nhiên thì mình thấy nó không có được chuẩn cho lắm, khi mình nhìn thì nó hơi lật sang một bên. Có lẽ là do cái thằng này nó hàn mặt không được chuẩn, cho nên là cái núm này nó vẫn bị lệch. Đó, các bạn nhìn thấy không? Phía bên này thì rất khít nhưng mà phía bên này thì nó lại hở ra một đoạn. Đó, nó không có được vào chính giữa. Nói chung nó là một cái điểm trừ về mặt thẩm mỹ. Chúng ta sẽ thấy được là cái này nó dùng play thép, và chúng ta còn sẽ được tặng một cái play PC nữa để mình thích thì mình có thể thay. Ngoài ra thì trên mặt thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mặt hot swap 5 chân. À, và là mặt ngược chứ không phải là mặt xuôi. Các cái chân swap này cũng đã được lắp sẵn rồi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và tí nữa mình sẽ thử lắp cái cap lên thử xem sao. Ngoài ra thì khi nhìn ở phía trên thì chúng ta còn nhìn thấy là nó còn được trang bị một cái lớp foam. Foam màu đen ấy. Đó, cái lớp này là cái lớp cách âm giữa PCP và play. Ở phía đằng sau thì chúng ta nhìn thấy có hai cục pin rất là lớn, mỗi cục sẽ là 4000. Và cái phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái lẫy để gạt qua ba chế độ dùng dây, Bluetooth và 2.4G. Khá là hay thì con này nó đã cung cấp cho chúng ta thêm một cái khay để mà đựng cái receiver, không giống như con F84 hay là F68 thì không có cái khay này. Chân lẫy của em này thì được làm hai lớp luôn. Đó. Cực kỳ ngon. Đấy. Đó là ít khi mà mình thấy có những cái thằng nào mà nó làm những cái con kit mà nó có lẫy hai nấc như thế này. Tại vì sẽ có tùy người mà nó sẽ tùy cái dạng keycap mà sẽ nâng hạ độ cao cho phù hợp nữa. Về cái vỏ của em này, chúng ta nhìn thấy là cái vỏ này là vỏ nhựa thôi. Vỏ nhựa kiểu như làm trắng đục vậy. Và nó cũng khá là dày. Để bây giờ mình sẽ thử mở ra xem thử phía trong nó như thế nào nha. Tìm cách mở ra, tại vì mình không thấy có bất kỳ con ốc nào ở phía trên đây, cũng như là phía đằng sau thì mình không thấy có con ốc nào. Cái này chắc nó sẽ khả năng là dùng lẫy, cho nên là bây giờ mình sẽ thử cách tìm cách mở ra cho các bạn xem nhé.
Đây là cái núm xoay của em này. Cái núm xoay này thì nó làm bằng màu bạc và có diamond cắt cũng như là có làm họa tiết hạ vân khá là đẹp. Ok, như vậy là mình đã mở được cái tấm cover phía trên đây rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ kết nối bằng những cái lẫy và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái gasket ở đây. Gasket này thì là bằng silicone nha các bạn. Bằng silicone chứ không phải là bằng những cái ví dụ như boron hay là những cái foam, thì nó là bằng silicone luôn. Và cái này mình thấy nó khá là cứng. Đó. Có lẽ là chính vì vậy mình khi mình ấn vào cảm giác nó không có được nhún nhảy cho lắm. Đây là cái tấm play. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có bất kỳ con ốc nào. Đó. Ok, thì khi mà mở ra thì chúng ta phải gỡ hai cái dây pin này ra nhé. Rồi. À, các bạn cẩn thận là phía bên này nó sẽ có cái cần gạt. À, các bạn gỡ ra để tránh đề phòng là khi mình di chuyển hoặc là sử dụng cái kit này thì nó rất là dễ bị gãy và sẽ rất là khó mà tìm được cái để thay thế. Rồi ở phía dưới đáy thì chúng ta sẽ có thêm một cái lớp. Này là lớp foam để cắt âm phía dưới đáy nữa. Chúng ta không cần phải lót foam ở dưới đáy này. Cũng khá là hay. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn tốt hơn thì các bạn cũng có thể là dùng silicone hoặc là mình có thể cắt thủ công bằng tay thì nó sẽ lấp đầy nhiều hơn. Còn cái này mình thấy thì nó vẫn còn trống rất là nhiều. Phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy có hai cục pin rất là to ở đây. Hai cục pin này mỗi cục sẽ là 4000 mAh. Vậy là nhà sản xuất không hề nói xạo về dung lượng pin các bạn. Và phía dưới đáy này chúng ta vẫn có những cái silicone là những cái gasket ở đây. Vì cái gasket này chủ yếu là để làm giảm cái tiếp âm giữa hai tấm top cover và bottom cover. Tuy nhiên thì có lẽ cái này nó không có tác dụng là để nhún nhảy được các bạn ạ. Nó rất là cứng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem về cái mặt PCB nhé. Ở phía sau mặt PCB thì chúng ta sẽ có thêm một cái tấm foam. Đây. Ủa, cái tấm này nó dán rất là khít luôn các bạn ạ. Khi mà gỡ ra thì nó gần như nó dính luôn. À thì đã là nó có cái băng keo ở đây để dán. Vậy thì chắc thì mình cũng không nên gỡ ra làm gì. Đây, nó dán để cho dính hẳn vào đây và nó sẽ khít so vào cái mặt luôn. Về mặt thì mình thấy cái mặt này của nó làm khá là chỉnh chu, khá là tốt đấy. Và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những cái đèn led viền. Đây là đèn led viền, đấy led gầm đấy, nó chạy ở đây xung quanh. Và những con led này thì nó rất là nhỏ. Ok, vậy để mà mở cái tấm này ra thì chúng ta phải vặn ốc các bạn ạ. Đây, đây nó có những cái ốc để cố định giữa PCB và cái tấm play ở phía trên. Phía trên thì rõ ràng cái mặt của nó làm rất là đẹp rồi. Không có gì bàn cãi. Hot swap 5 chân rõ ràng luôn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ nhìn sang cái play một xíu. Đây là play thép. Và phía dưới này thì hình như nó không sơn các bạn. Nó chỉ sơn phía trên thôi. Ở dưới này nó để nguyên trần vậy luôn. Ok, đây là cái tấm foam để mà tiêu âm giữa PCB và play. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái stack một xíu nhé. Ui chà, cái tấm play của nó rất là dài các bạn ạ. Cực kỳ dài luôn và rất là nặng nữa. Đây, bây giờ mình sẽ thử gỡ cái step ra coi thử nha. Step gốc nhé. Step gốc của con này thì mình thấy nó đã được cắt chân sẵn rồi. Nó đã được làm bằng phẳng sẵn hết rồi và được lớp khá là mỏng thôi chứ không có như dày. Nếu như mà các bạn nào muốn step nó mượt hơn và cũng như là nó tốt hơn thì các bạn nên mua cái dòng step khác.
Tại vì mình thấy cái step này nó khá là lỏng lẻo và nó lúc cũng chưa được chuẩn cho lắm. Tuy nhiên thì mình sẽ thử review cái step gốc này cho các bạn luôn, để bữa sau mình sẽ gắn keycap cũng như là thử lại xem thử cái step gốc này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ gỡ hết step ra nhé. Đây là cái play PC mà nó được tặng thêm đó cho mình, khá là ngon đấy. Với cái play PC này thì nó sẽ làm bằng nhựa mà nó sẽ cho cái độ nhún nhảy, tức là cái độ nhún của switch lên PC nó tốt hơn so với lại play thép. Nếu mà bạn nào mà thích cái âm nó trầm hơn, đục hơn thì có thể là dùng cái play này. Còn cái âm của thằng play thép kia này thì nó sẽ khá là đanh. Chúng ta sẽ có những con ốc, ốc trả tặng thêm đấy, để mình có thể gắn được cái play này vào trong cái, cố định được vào trong cái PCB. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vô lại nha. Ok, thì nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể lắp cái ốc này vào để cố định cái play, tức là cái này vào trong cái PCB, nhưng mà có lẽ thì không cần thiết đâu, tại vì cái này nó sử dụng cái gasket và mình cũng không cần thiết phải cố định lại. Đó, như các bạn đã thấy thì cái play PC này nó sẽ gá lên những cái gasket ở đây, đó là những cái silicone ở đây. Thì khi mình ấn thì nó sẽ nhún xuống như thế này. Tuy nhiên thì do cái này là tấm silicone cho nên là nó rất đặc, cứng, cho nên khi mình ấn thì nó hầu như không có độ nhún nhảy nào hết. Mặc dù cái này là play PC này nhé. Còn nếu chúng ta kẹp thêm cái miếng này vào nữa thì nó sẽ, cái miếng top cover này, nó sẽ hầu như là kẹp cứng luôn. À, hồi nãy mình quên mất là mình chưa lót cái này vào các bạn ạ. Vãi trưởng thật. Ok, sau khi lắp xong thì bây giờ mình sẽ thử mở cái bộ kit lên cho các bạn coi nha. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth đi. Đó. Thì phía dưới đáy là các bạn nhìn thấy rõ ràng là nó có nguyên một cái hệ thống đèn LED gầm như thế này. Và phía trên chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED RGB phía trên luôn. Đó. Rất là ngon lành. Cái này do mình đang bật đèn ở trên trong phòng khá là lớn, cho nên là hầu như là chúng ta sẽ không thấy led nhiều lắm, nhưng mà thực ra thì nó rất là sáng, led của con này rất là sáng. Hôm nay mình sẽ cùng lắp switch và cũng như là thay một bộ keycap vào, xem thử gõ thử với cái bộ kit này về không móc không làm gì hết, với cái switch cũng stock và cũng keycap stock luôn, thì chúng ta sẽ gõ nó sẽ có cảm giác ok không nhá. Thì để gắn vào cái bộ kit này chúng ta sẽ cùng sử dụng một cái bộ switch cũng đến từ hãng Faker luôn. Đó là cái con như là crystal, tức là kiểu dạng trong suốt đấy của thằng Faker. Và cái bộ này của nó giá cũng khá là rẻ thôi. Đó. Nó là dạng linear. Đây, cho các bạn coi thử nhé. Đây, cái switch của nó làm trong suốt từ trên xuống dưới luôn, trừ các lá đồng và cũng như là chân đồng tiếp xúc thôi. Để mở thử ra cho các bạn xem thử cái phía bên trong cái switch này nó sẽ như thế nào. Đấy. Đây là cái top cover này thì nó sẽ cũng được làm bằng nhựa PC. Thân giữa đây, cái thân giữa này nó cũng được lúp sơ rồi các bạn ạ. Những cái chân của nó thì cũng đã được lúp sơ ra rồi nha các bạn. Đó. Đây là cái lò xo của nó bằng vàng luôn, rất là ngon.
Và cái bottom này nó cũng được lúp sẵn, cũng lúp sơ thôi chứ không phải lúp kỹ. Đó, hai cái slider thì các bạn có thể nhìn thấy rõ là có dầu lúp rồi. Ok, như vậy là con này thì đã được lúp sẵn dạng linear. Ừ, cho nên là các bạn bấm thì nó cũng sẽ có cảm giác cực kỳ mượt luôn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử cái tiếng gõ của em này. Đó, như các bạn nghe thấy thì nó không hề có nghe cái tiếng ping của lò xo, tại vì con này nó đã được lắp sẵn rồi và cái tiếng của nó nổ khá là to. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái bộ switch này lên trên cái bộ kit của nó nha. Như vậy là mình đã lắp toàn bộ cái dòng switch crystal này vào trong em Faker 75V3. Thì các bạn nhìn thấy là cái dòng switch này nó hỗ trợ cho cái đèn led nó xuyên ra tối đa, cho nên là nhìn nó trong suốt luôn. À, bây giờ mình thử bật led lên nha. Wow, led nó lên rất là khủng khiếp. Các bạn nhìn qua video thì nó không rõ lắm. Bây giờ mình sẽ tắt bớt điện đi cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ lắp một bộ cây cáp chèo này nha. Thì mình sẽ sử dụng một bộ cây cáp khá là đơn giản thôi, bộ cây cáp minimal. Đó, minimalist thì cái bộ này nó sẽ chỉ là song ngữ đó, nhật và màu trắng với màu đen thôi, cực kỳ đơn giản. Sử dụng là chất liệu PPT đài súp và chuẩn là chuẩn Cherry Profile đài. Và với cái chuẩn Cherry này thì nó sẽ cho cảm giác bấm nó sẽ đầm hơn khá là nhiều, tiếng nó cũng sẽ nhỏ hơn và có cảm giác nó cũng sần hơn nữa. Đây là do sử dụng PPT mà. Bây giờ mình sẽ cùng lắp bộ này lên trên cái bộ phím này nhé. Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap lên cho chiếc bàn phím này. Thì mình thấy cái bộ keycap màu trắng đen này khá là hợp với lại cái bộ kit. Và trước khi đi vào trong cái phần mình test sound test cũng như là về cái cảm nhận gõ thì mình sẽ cho các bạn xem sơ qua về cái hình thức bên ngoài sau khi đã full build nha.
cái mic thu âm về hướng về phía chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nghe về cái tiếng gõ của em này nha. Ok, thì như các bạn vừa xem đấy, về các cái chế độ đèn LED của em này thì không phải bàn rồi. Nó có quá nhiều chế độ đèn LED cũng như là có thể hiệu chỉnh được cả phần đèn LED nền và cũng như là đèn LED phía trên mặt như thế này. Nói về đèn LED thì con này phải nói là cực kỳ nổi bật. Như các bạn đã thấy thì ở phía đằng sau đít này, đó, nó sẽ hiện rõ lên cái dải đèn LED rất là đẹp luôn. Các bạn nếu mà để trưng ở trong phòng ngủ thì không cần phải bật đèn nữa. Đó, về phía trên thì LED cũng rất là sáng nữa, các bạn yên tâm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái cảm nhận của mình khi mà gõ sao test em này. Thì các bạn thấy đấy, cái tiếng của nó khá là đầm. Đó, vì con này dùng switch linear mà, cho nên cái tiếng của nó khá là đầm, đầm hơn là cái con Zwick. Con Zwick thì tiếng nó sẽ đan hơn một xíu. Con này thì mình nghĩ là cái nó ngang với lại cái con Gateron Yellow mà đã lúc được rồi, tức là khoảng bằng con, nhưng mà nó sẽ nặng hơn một xíu. Về độ mượt thì mình có cảm giác như con này mượt mà hơn và ít có tiếng ping hơn là thằng Gateron. Cái độ rung lắc của nó cũng rất là ít nữa, hầu như là không có rung lắc. Đó, các cái dòng switch này của nó làm khá là chỉnh chu đấy. Về cái stab của em này thì phải nói là không được ngon lắm. Mình thực sự là thấy là nó cũng khá là bình thường thôi. Chắc là phải móc lại nữa thì mới ngon được. Tuy nhiên thì về cái space, cái thanh space của nó thì mình thấy rất là ok, khá là ổn. Nếu mà các bạn thắc mắc vì sao mà cái thanh space mình lắp ngược thì chẳng qua là do mấy thằng dùng Cherry Profile thì nó, cái phần cạnh này nó hơi nhọn, cho nên là mình gõ bằng ngón tay cái thì nó hơi đau thôi. Cho nên lắp ngược vào thì mình gõ nó sẽ đỡ đau ngón tay thôi, chứ thực ra cũng không có vấn đề gì về thẩm mỹ đâu. Ok, vậy tổng kết sơ bộ về cái bộ kit này nhé, cùng với lại cái combo switch của em này. Thì nói về bộ kit thì với giá tầm 1,7 triệu thì quả thực là rất ngon. Đối với những ai đang tìm kiếm những em nào về layout 75 như thế này và nó có cái núm nó rất là thời thượng, thì đây là một trong những cái giải pháp, và đồng thời kèm theo một cái cây trong suốt LED RGB tóe loe như thế này thì chắc không còn một sự lựa chọn nào đáng giá hơn trong cái tầm giá như thế này. Về cái gasket của em này thì mình thấy thực sự là nó rất là ít. Khi mà mình ấn vào thì nó không có ăn thua gì. À, còn một cái điểm nổi bật của em này nữa đó là nó hỗ trợ cho chúng ta 3 mod và đồng thời là có hai cái viên pin 8000. Rất là kinh khủng khiếp. Ngoài ra thì em này còn có cả phần mềm để hiệu chỉnh đèn LED, macro cũng như là có thể keymap lại toàn bộ bàn phím để phù hợp với lại bản thân, tùy chỉnh của mỗi người. Vậy theo mình thì đây là một con, theo mình thì đây là một bộ kit rất là ngon đối với những anh em nào thích sự màu mè và tính di động. Còn anh em thì sao, anh em thấy thế nào về chiếc, về cái bộ kit này? Nếu mà anh em có ý kiến gì thì hãy để lại ở phía dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn em đã theo dõi video. Bye bye.